Alo là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đá hai chân bong bé bỏng xuống xí sọng về miếng mồm mỉm. Thở tập trước đó cả nhà. Chị Hiền đã phát hiện ra được một chi tiết, chính là em Mew, chính xác là hung thủ người đã lấy hết đồ của em bong đó cả nhà. Cái màu đó là cái màu mình thích nè, mình nghe nói là cái show đó xong xịn mà. Việc là cây show được giấu ở dưới đất giường thì em Mew liền quay đầu nhìn mẹ. Cuối cùng lên đây thành công rồi. Một cái cây son thôi thì chắc chắn hung thủ sẽ bắt đầu lộ diện rồi. Ngay khi chị Thảo ra khỏi căn phòng thì em Mew đã đột nhập vào phòng của em Bông để tìm cây son này cả nhà ơi. Mew chính xác là hung thủ đã lấy hết đồ của em Bông đó. Ủa? Nên Mew ngay lập tức tìm chỗ trốn. Sau khi mà bé Thảo xuống báo cáo tình hình cho chị Hiền thì bây giờ chị Hiền sẽ cùng với bé Thảo, em Su và em Bông lên để tìm em Mew, tìm hung thủ để lấy hết đồ của em Bông và vạch trần em Mew cả nhà. Bây giờ Su tức lắm cả nhà. Hôm giờ là em Bông bị mất đồ dùng học tập mà mình không tìm ra đồ. Anh Sen á là chị Hiền không tin tưởng anh Sen nữa, tại vì hổng như anh Sen là nguy an cho chị Hiền, cho Thảo, cho Su Bông không à. Cho nên bây giờ á chị Hiền sẽ làm thám tử để tìm ra cái đồ dùng học tập của em Bông. Nhưng mà bây giờ Su phải giúp chị là Mew á là lấy đồ Bông á. Cho nên bây giờ nghe Su đánh thôi để có một em Mew cho chị. Su dẫn chị đến chỗ em Mew giấu đồ nghe Su. Su nói á là yên tâm đi cả nhà, bây giờ Su cũng tức lắm rồi. Hung thủ bây giờ đã có hai nhân chứng, đó chính là bé Thảo và em Bông thấy được Mew lấy đồ đúng Thảo. Em cũng tức lắm nè chị, tự nhiên bữa trước anh thành đồ ăn em làm cho em buồn muốn chết. Đúng rồi, bây giờ đã có nhân chứng hết rồi, bây giờ mình chỉ cần tìm ra những cái đồ dùng bị mất là mình sẽ bắt được em Mew ngay thôi. Bây giờ Su đi tìm Mew với chị. Đi. Cái mũi của em Su thinh lắm cả nhà, chỉ cần em Su đánh thôi á là sẽ biết được em Mew đang núp ở đâu thôi cả nhà ơi. Hãy tin tưởng và thám tử Su nha cả nhà. Bây giờ Su bắt đầu đánh hơi này cả nhà. Hình như Su và Bông đánh hơi dưới đít giường có cái gì đó đó cả nhà ơi. Đúng rồi. Ông phải. Chắc chắn là Mew sau khi mà lấy đồ của em Bông để đi núp rồi cả nhà. Đi tìm Mew nhanh lên. Mew đâu Mew? Đây cả nhà, hình như là Bông Su Bông tìm thấy Mew rồi cả nhà ơi. Mew núp ở trong đây nè. Thì bây giờ em Mew đang núp ở một cái chỗ rất là kín luôn mọi người. Em Mew đang núp ở phía sau một cái khăn màu xanh. Lúc này em Mew cũng nghĩ là mình an toàn rồi cả nhà, tại vì em Mew núp cái chỗ này rất là kín luôn. Và cả nhà ơi, hình như trên cổ của em Mew em Mew có đeo thêm một cái bì màu đen kìa cả nhà. Chắc chắn trong cái bì này chứa những thứ mà em Mew đã lấy của em Bông hổm giờ đó. Sao mà Bông với Su chạy trong nhà kho kìa nha. Về cái nhà ở dưới một cái tấm thảm đấy cả nha. Mew nằm im giả bộ giống như là Mew không biết chuyện gì xảy ra hết đó mọi người. Ôi, ơi Mew ơi, mình từ từ Su có chết đó. Su nói là chắc chắn là Mew ở trong đây, bây giờ mình sẽ vô đó mình tìm ngay cả nha. Ok trời ơi Su tức quá cả nha ơi, tại vì tìm được hung thủ người là lấy đồ của gia đình Su thấy sợ hổng chưa. Bây giờ mình sẽ ẩm Su lên trên đây để Su hửi, đánh mùi cho chị đi Su. Chị Hiền đến bây giờ vẫn không biết là em Mew đang núp ở phía sau chị Hiền đó cả nha. Chị Hiền vẫn đi tìm xung quanh ở cái nhà kho này. Trời ơi, trong đây cả nhà nhìn nè. Quá nhiều ngóc ngách luôn. Mà lỡ mẹ em như Mew trốn ở phía trong đây thì sao mà tìm được cả nhà. Sao Su, Mew ở đâu? Su nói là Mew núp ở trong cái lỗ này cả nha. Mew đã xuống lên hơi được là Mew núp trong cái lỗ này. Bây giờ mình sẽ vô để mình tìm thử cái Mew trong đó không nha. Ok yên tâm đi. Sai rồi Su ơi, em Mew đâu có núp ở trong cái lỗ đó đâu Su. Ok cả nhà, bây giờ mình sẽ vô trong cái lỗ đó để mình tìm kiếm thử nha cả nhà. Đây cả nhà. Đó. Có thử có em Mew ở trong đây không? Đây có. Trong đây là cái chỗ trốn thích hợp này cả nhà, nhưng mà hình như không có em Mew ở trong đây cả nhà. Cả nhà ơi, không có em Mew ở trong này. Su ơi, Su đánh hơi sai rồi. Em Mew không được ở trong này đâu. Su đánh hơi sai rồi. Bây giờ cho Bông đánh hơi thử đi chị. Ok, bây giờ Bông coi thử là trong Mew núp ở đâu trong nhà kho này. Cả nhà, Bông nói là Mew núp ở phía sau đây này cả nhà. Tại vì hồi nãy là bình thường là Bông với Mew hay chơi với nhau, cho nên là Bông biết là chỗ Mew hay trốn cả nhà. Chắc chắn là phía trong đây nè. Giờ vô kiểm tra xem thử đi chị. Mew ơi, Bông lại đáng sai nữa rồi cả nhà. Mew đâu có núp ở phía đó đâu. Ok,
này á, Emil ở phía sau, Emil vẫn đang quan sát đội thám tử đi tìm Emil đó cả nha. Cả nhà thấy Emil ghê chưa? Để nhìn thấy hết mọi sự việc, tuy nhiên vẫn không lên tiếng. Dạ, cái chỗ này Emil nó ở đâu mà sao su bông tìm không ra luôn mọi người? Emil không phải ở đây. Ủa cả nhà ơi, cả nhà biết gì không? Mình vô tình mình quay mặt qua mình để thấy thủ phạm. Và người đã lấy đồ của em bông cả nhà. Thủ phạm nãy giờ đang quan sát tụi mình mà rất là im lặng luôn. Ở đó đây chị Thảo, quay ra sau lưng đi. Quay. Thảo thấy chưa? Thủ phạm chính là em đi. Cả nhà ơi, mình đã phát hiện ra thủ phạm rồi cả nhà. Đây cả nhà, mình sẽ quay cho cả nhà biết thủ phạm đang núp ở dưới cái chân đây này em à. 1, 2, 3. Thấy chưa cả nhà, thấy chưa? Mày nãy giờ cả nhà mình đi tìm á, mình mi biết là mình tìm mi, nhưng mi vẫn im lặng. Chắc chắn mi là hung thủ cho nên mi mới sợ hãi như vậy. Rồi Miu, tại sao Miu lại làm như vậy? Miu đang giữ cái mi điên điên gì chị? Bây giờ mình sẽ cho cơ hội để Miu nói ra sự thật nha cả nhà. Miu, Miu có phải là người hôm giờ đã lấy hết đồ của em mong không? Im lặng cả nhà, im lặng là đồng ý đúng Thảo? Đúng rồi chị. Miu lúc này vẫn im lặng và không nói một cái gì cho chị Hiền biết hết cả nhà ơi. Miu nói là Miu không có làm cái gì hết đó cả nhà. Miu ơi, Miu đừng có xạo nữa. Là ở đây á, là để có người nhìn thấy Miu chạy vô phòng của em Bông. Và Miu đã xách thêm một cái bì đen chạy ra. Miu còn điều gì để nói nữa hay không? Miu nói cả nhà mình là Miu không có lấy cái gì hết. Vậy thì tại sao Miu lại chạy vô phòng của em Bông? Miu nói là Miu vô đó để Miu lấy những cái đồ dùng vật dụng của Miu thôi. Miu đừng có xạo nữa, trong phòng của em Bông thì làm gì có vật dụng của Miu mà Miu vô Miu lấy. Đúng rồi chị. Miu cứ nói là Miu không phải là hung thủ. Trời ơi Miu, ở đây á đã có nhân chứng vật chứng hết rồi. Bây giờ Miu hãy khai đi là chị sẽ khoan hồng cho Miu. Miu đừng có chối nữa, Miu càng chối á là Miu sẽ càng bị phạt nhiều hơn đó. Đúng rồi chị. Đó cả nhà, Su nói là chính xác là em Miu, chính xác là em Miu. Miu đừng có giả bộ nữa đúng không Su? Ok cả nhà, nãy giờ Miu có chối không à. Bây giờ chị Hiền sẽ lấy những cái đồ mà em Miu đã lấy của từ phòng em Bông ra. Chị Hiền coi thử Miu lấy cái gì nha cả nhà. Chị em, không đúng rồi, một bên không. Giờ Su đang nóng nóng không nên chị. Đây cả nhà nhìn đi. Trên cổ còn nguyên chứng cứ của hung thủ, người đã lấy hết đồ của em Bông đây cả nhà. Vẫn chưa kịp giấu chứng cứ đi. Tại trong cái bì đen này, chị Hiền chắc chắn chính xác là những cái vật dụng mà hưởng giờ Emil để lấy của em Bông, gồm có quần áo, cặp sách. Và chắc chắn nha là Emil đã lấy cái xong của em Bông cả nhà. Tại vì chị Hiền cảm giác như trong đây rất là nặng luôn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, Xuân nói chính xác rồi cả nhà. Đây, chắc quá Xuân nó không nói ra được mọi người. Bây giờ đây cả nhà, chị Hiền đã lấy được chứng cứ rồi. Lần này á là anh Sen phải khâm phục vào cái tài dạng trí thông minh của chị Hiền. Đây cả nhà, trong cái bì đen này sẽ chứa đựng cây son và những cái đồ dùng mà em Miu đã lấy của em Bông hổm giờ đó cả nhà. Tại vì anh Sen không thể nào tìm ra được hung thủ mà chị Hiền có thể tìm ra được hung thủ đó cả nhà. Ghê quá mọi người. Đúng rồi, bây giờ ngay Miu, Miu ở đây, Miu chờ bị xử tội đi. Miu làm xuống, bỏ chạy cả nhà. Bị xử tội đi, Miu làm xuống. Bỏ tội đi, Miu làm xuống. Bỏ chạy cả nhà. Có vẻ như em Miu biết á là cái tội của mình sắp bị chị Hiền phát hiện rồi, cho nên lúc này em Miu ngay lập tức muốn bỏ chạy đó mọi người. Bây giờ mình để nhờ bé Thảo giữ hung thủ lại rồi. Hung thủ đây là luôn luôn tìm cách bỏ chạy cả nhà, cho nên phải bắt giữ hung thủ lại. Bây giờ chị Hiền sẽ công khai chứng bằng chứng mà hôm giờ em Miu đã lấy của em Bông cả nhà, tất cả đều nằm trong đây. Vậy là vụ án lấy đồ trong công phòng kính chuẩn bị được chị thám tử Hiền giải đó rồi cả. Chị Hiền ghê thiệt. Ok cả nhà, để mình coi. Ôi, trong đây có rất nhiều đồ chuẩn bị đây cả nhà. 1, Su Bông nhìn này Su Bông, đồ hổm cho em bị mất này Su Bông. 1, 2, 3. Ủa, cả nhà ơi, đây đâu phải là cái đồ của em Bông đâu cả nhà. Đó là phô mai chị. Đúng rồi, đây là phô mai con bò cười, là đồ ăn của em Su, em Bông và em Miu đó cả nhà. Để chị coi thử trong đây hết rồi cả nhà. Hả? Trong đây, trong cái bì đen này chỉ có đồ ăn thôi. Ủa, tại sao Miu lại chạy vô phòng của em Bông mà Miu lấy đồ ăn ra làm cái gì vậy cả nhà? Miu nói cái gì nè chị? Sao Miu nói cái gì? Miu nói cả nhà là Miu không có lấy bất cứ cái gì của em Bông hết. Tại vì á là Miu thèm cái phô mai đây quá, và trong phòng em Bông có phô mai cho nên Miu mới lén chạy vô.
và Miu lấy phô mai trong phòng của em Bông. Và thường thường á là Miu mỗi ngày vậy cả nha. Sao Miu nói gì? Miu nói cả nha là mỗi ngày á Miu vô Miu lấy một cục như vậy, xong bắt đầu Miu sẽ ra phòng kho Miu cất. Thành ra là Miu lấy được 2, 4, 6, Miu lấy được 10 ngày rồi cả nha. Cho nên là trong đây có 10 miếng phô mai. Thiệt ra là em Miu không có lấy đồ dùng học tập của em Bông. Đúng rồi cả nhà, Miu nói là Miu mới học có mầm non à, Miu đâu có cần phải bận đồng phục đi học đâu, cho nên Miu không có lấy. Bông Su ơi, mình nghĩ sai với Miu rồi. Vậy là thám tử Hy này cũng dở với thám tử anh Thắng rồi mọi người. Thảo, rõ ràng là biết Thảo chạy xuống kia, Thảo kêu mình lên, bây giờ biết Thảo đổ thừa mình cả nha. Không mọi người, đây là những người mà làm thám tử không được nói vậy thôi. Vậy là Miu không phải là hung thủ đó cả nhà ơi, em Miu chỉ với em Miu lấy đồ ăn thôi. Trời ơi cả nhà ơi, và rốt cuộc hung thủ vẫn không phải là em Miu. Em Miu một miếng chỉ vào phòng của em Bông để lấy phô mai ra và cất ăn một mình thôi cả nhà. Em Miu là người kẻ tham ăn, chứ không phải là em Miu là cái kẻ lấy đồ dùng học tập của em Bông. Vậy là không phải nữa rồi. Thôi bây giờ thả Miu đi Thảo, chị xin lỗi Miu nhiều nghe. Vậy là lần này vẫn chưa tìm ra được hung thủ, người đã lấy đồ dùng học tập của em Bông cả nha. Em Miu vẫn không phải là hung thủ, vậy hung thủ là ai đây? Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình cất lại cho em Miu cả nha. Tại vì em Miu đã mất công 10 ngày, em Miu lấy phô mai, bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái bì và mình sẽ cất lại chỗ đó cho em Miu. Sau đó mình sẽ xuống mình gặp anh Sen để mình với anh Sen cùng nhau bàn cái kế hoạch để bắt được cái hung thủ, người đã lấy đồ dùng học tập của em Bông cả nha. Mình rất là nghi ngờ biết Thảo cả nha. Bé Thảo lại xuất hiện ngay đúng lúc mà em Miu chạy từ phòng của em Bông ra. Bé Thảo lên phòng của em Bông làm cái gì? Bây giờ mình mới nghĩ lại, chắc chắn hung thủ chính là bé Thảo. Vậy rốt cuộc ai mới chính xác là hung thủ, người đã lấy hết đồ dùng học tập của em Bông cả nhà? Đến tận hiện tại, gia đình Su Xí Sòn vẫn chưa tìm ra hung thủ luôn. Cả nhà có đoán được ai là hung thủ thì nhớ bình luận ở phía dưới. Chị Hiền cùng với anh Sen và em Su Bông sẽ đọc để coi thử ai mới chính xác là hung thủ nha cả nhà.